Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày mùng 7 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Năm huyện giao quân đợt 2 năm 2015 sẵn sàng cho ngày hội giao nhận quân. Gia đình ông Bốn ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên thu nhập cao từ trồng nhãn muộn. Xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm rút ra từ xã Đức Hợp, huyện Kim Động. Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tổ chức khai mạc lễ hội đền kênh. Ông Lê Thanh Cảnh ở xã Đồng Than hơn 20 năm gắn bó với nghề truyền thanh. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 8 tháng 9, 950 thanh niên của 5 huyện gồm Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Ân Thi và Tiên Lữ sẽ lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ mà còn là niềm vinh dự tự hào của mỗi người công dân đối với đất nước. Để ngày giao nhận quân thật sự trở thành ngày hội, thời gian qua, công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân đã được các địa phương chuẩn bị hết sức khẩn trương và chu đáo. Tại huyện Văn Lâm, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đều đã được hoàn tất một cách chu đáo. Đa số các công dân nhập ngũ đợt này đều xác định tốt tư tưởng trách nhiệm của cá nhân mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau khi vào môi trường quân đội, tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đơn vị và quân đội được giao cho tôi. Tại huyện Mỹ Hào, công tác tổ chức tuyển chọn và công dân nhập ngũ cũng được thực hiện đồng bộ đúng quy trình dân chủ công khai. Đơn vị nhận quân và các địa phương đã thực hiện tốt các nội dung 3 gặp 4 biết, thăm hỏi tặng quà, động viên tân binh có gia cảnh khó khăn, giúp thanh niên yên tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân như trang trí khánh tiết, công tác động viên các tân binh trước ngày lên đường đều được huyện và các xã, thị trấn triển khai cụ thể chú đáo. Đến nay, tư tưởng của thanh niên đã xác định tốt, sẵn sàng lên đường nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vào ngày mai. Về công tác chuẩn bị cho cái buổi lễ giao nhận quân vào ngày mai, thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các bước theo quy định của Bộ Tổng tham mưu và của Quân khu 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo. Ở các huyện Yên Mỹ, Ân Thi và Tiên Lữ, do làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, rà soát, quản lý tốt số lượng thanh niên, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng, tư tưởng của thanh niên và nhân dân, nên đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng giao tân binh cho các đơn vị mới. Chất lượng về sức khỏe, trình độ văn hóa cao hơn. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện chỉ đạo các ngành, các xã phường trên địa bàn tổ chức cho các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thăm hỏi tặng quà, động viên khích lệ tinh thần các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cái buổi giao quân đợt 2 năm 2015 của Ban Chỉ huy quân sự huyện Ân Thi chúng tôi đã cơ bản là hoàn thành. Chúng tôi đã phối hợp với công an huyện, công an thị trấn xây dựng cái kế hoạch bảo đảm an toàn cho cái buổi lễ giao quân, đặc biệt là cái bảo đảm cái giao thông cho các cái đơn vị về nhận quân trên các cái trục đường khi mà ra khỏi cái địa bàn của huyện thì bảo đảm an toàn như vậy là tuyệt đối. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên trong tổng số 950 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2015, toàn tỉnh có 73 thanh niên xung phong tình nguyện lên đường nhập ngũ đã như tô thắm thêm truyền thống cách mạng của quê hương Hưng Yên. Với truyền thống nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hy vọng ngày giao nhận quân đợt 2 năm 2015 thật sự là ngày hội lớn của tuổi trẻ Hưng Yên. Dù tuổi đã cao, nhưng nhiều mẹ Việt Nam anh hùng vẫn nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống gia đình, tích cực có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Lùn ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu có 5 người con, trong đó có 2 người con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Tây Ninh. Đó là các liệt sĩ Phạm Hữu Nga và Phạm Hữu Xiêm. Nay ở tuổi 94 nhưng mẹ Lùn vẫn còn khỏe mạnh, tinh tường. Hàng ngày mẹ thường xuyên dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực lao động sản xuất để làm giàu cho gia đình và xã hội. Noi gương mẹ, các con, các cháu chất luôn sống chan hòa, đoàn kết với làng xóm láng giềng, chăm ngoan, học giỏi, được nhân dân trong vùng quý mến, kính trọng. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với các thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đa số các diện tích nhãn ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã thu hoạch xong, thì hộ gia đình ông Bốn ở thôn Nễ Châu vẫn còn sản lượng lớn nhãn muộn bán với giá cao. Ông Bốn cho biết, gia đình ông Bốn có gần 100 gốc nhãn trên 15 năm tuổi.
Với kinh nghiệm qua nhiều năm và áp dụng kỹ thuật thâm canh theo phương pháp khoa học, ông chia vườn nhãn ra thành ba trà: trà sớm, trà chính vụ và trà muộn, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích canh tác. Kinh nghiệm để mà làm cái giống nhãn muộn này, trước hết là phải biết được cái tính năng của cái giống nhãn muộn thì mới xử lý, mới làm được. Nhất là từ khi chăm bón này, đến hai khi ra hoa và đậu quả, phải biết cái sinh lý của cái từng cái loại nhãn một thì mới làm được. Thì gia đình tôi là chăm bón là thứ nhất là đúng cái thời vụ, thứ hai là xử lý làm sao đúng thời điểm để mà cho nó có đậu quả, ra hoa và đậu quả được, thì là phải tính thời điểm và thời tiết trước khi thanh minh, trước thanh minh và sau thanh minh như thế nào. Thì thời tiết sau thanh minh thì thời tiết mới thuận cho hoa đậu quả với cây nhãn. Thế thì ăn Tết xong thì ta phải là dùng cưa để tiện cành, làm sao cho cái giống nhãn muộn này, là cái nhãn muộn T2 này là nó khỏe cây, thì ta phải tiện cho nó rộng mạch ra một tí thì cây nó mới hãm được cái độ sinh dinh dưỡng của cây lên cành, thì nó mới ra hoa và đậu quả được. Ông cho biết diện tích nhãn sớm và nhãn muộn đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần trà chính vụ. Thời điểm đầu vụ giữa tháng 6, gia đình ông đã có nhãn sớm để bán với giá cao từ 50 đến 60.000 đồng một kg, trong khi nhãn chính vụ giá bán trung bình là 25.000 đồng một kg. Số nhãn muộn T2 hiện đang thu hoạch bán với giá trung bình từ 40 đến 60.000 đồng một kg. Hiện gia đình ông Bốn còn khoảng 7 tạ nhãn muộn và sẽ kết thúc thu hoạch vào cuối tháng 9. Theo tính toán của ông, lượng nhãn muộn chỉ chiếm 30% trong tổng sản lượng 3 tấn nhãn của cả vụ, nhưng giá trị kinh tế chiếm tới 2/3 tổng thu nhập. Với cách thâm canh sáng tạo, chia nhãn ra làm 3 trà, đặc biệt là mở rộng diện tích trà nhãn muộn, nên trong nhiều năm trở lại đây, năm nào ông Bốn cũng thu lãi trên 70 triệu đồng từ gần một mẫu đất trồng nhãn. Thưa quý vị và các bạn, Đức Hợp là một trong hai xã của huyện Kim Động được chọn làm điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần đoàn kết và sáng tạo, sau hơn 4 năm nỗ lực phấn đấu, ngày 11 tháng 7, Đức Hợp đã vinh dự đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Đức Hợp là 120 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp gần 80 tỷ đồng. Điểm nổi bật nhất là trong thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, Đức Hợp là một trong những địa phương đi đầu của huyện Kim Động trong hiến đất làm đường. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, bà con nhân dân trong xã đã hiến hàng nghìn mét vuông đất và ngày công lao động để làm 15 km đường giao thông thôn xóm. Một trong những kinh nghiệm được rút ra là cán bộ đảng viên ở Đức Hợp luôn là những người gương mẫu đi đầu nên đã có tác dụng nêu gương và có sức lan tỏa trong cộng đồng, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Khi mới xây dựng đường trục chính của thôn Tam Đa, đảng viên cao tuổi Trần Văn Tiệp là người đầu tiên trong thôn đã tự nguyện hiến 30 mét vuông đất và tháo dỡ tường rào. Nhờ sự gương mẫu này của gia đình ông, các gia đình trên trục đường đã đồng tình hưởng ứng và việc xây dựng con đường của thôn đã được triển khai nhanh chóng và rất thuận lợi. Tôi về có trao đổi với vợ con rằng thôi mình có phải đóng góp thêm một chút đi đất cũng phải hy sinh, bởi vì với tinh thần đảng viên đi trước thì nàng nước đi theo. Thế tôi sau khi tôi bàn bạc với gia đình tôi nhất trí là cán bộ đến vận động thì chúng tôi, gia đình tôi tán thành là hiến 30 mét vuông và đất, và đồng thời cũng phá một cái tường xây lại mất 5 triệu. Sau khi cái việc làm của mình thì nó có tác dụng là một số bà con anh em ở cái tuyến đường này người ta cũng làm theo. Kể từ khi triển khai chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, giáo dục, y tế của xã có những chuyển biến rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,37 triệu đồng một người trên năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng nuôi trồng những cây con cho giá trị kinh tế cao. Giá trị bình quân đạt 125 triệu đồng một hecta. Bài học lớn nhất được rút ra ở Đức Hợp là dựa vào sức dân, phát huy sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cái bài học kinh nghiệm thứ nhất là về công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Đây là một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, vì chúng ta phải tuyên truyền, phải vận động cho nhân dân hiểu biết được cái mục tiêu, ý nghĩa của cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Vì người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ.
để cho họ không nghĩ được cái việc xây dựng nông thôn mới là nhà nước mang về xây dựng cho nhân dân, phải từ nội lực của người dân. Về đích xây dựng nông thôn mới, diện mạo làng quê Đức Hợp hôm nay đã thực sự thay da đổi thịt. Tuy nhiên, để Đức Hợp ngày một giàu hơn, đẹp hơn và văn minh hơn, xứng tầm với tiềm năng và lịch sử, rất cần có sự chung tay góp sức và sự đồng thuận cao hơn nữa của Đảng bộ và nhân dân địa phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 6 tháng 9, tức ngày 24 tháng 7 âm lịch, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã tổ chức khai mạc lễ hội Đền Ghênh tưởng niệm 898 năm ngày mất của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Đền Ghênh, tọa lạc ở thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, được xây dựng vào năm Ất Mùi, năm 1115, thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn thời nhà Lý, đã hai lần nhiếp chính thay vua trị vì đất nước. Linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan sinh ngày 7 tháng 3 năm Giáp Thân năm 1044. Bà là nguyên phi của vua Lý Thánh Tông và là mẹ của vua Lý Nhân Tông. Trong hai lần thay vua nhiếp chính, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đã đưa ra nhiều chủ trương kế sách giúp giảm nạn đói, phát triển nông nghiệp, chiêu bộ hiền tài, dẹp thù trong giặc ngoài. Bà còn có công truyền bá đạo Phật bằng việc xây dựng nhiều chùa chiền, khuyến khích việc học hành khao thưởng tăng ni. Đền Ghênh đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao hấp dẫn như tế lễ dâng hương truyền thống, hát quan họ, giao lưu thơ ca, giao lưu bóng chuyền hơi và các trò chơi dân gian. Thưa quý vị và các bạn, trong gần 10 năm với cương vị là tổ trưởng tổ dân vận thôn Thịnh Vạn, xã Minh Đức, ông Vũ Công Cải cùng với các thành viên tổ hòa giải giúp nhiều cặp vợ chồng có nguy cơ tan vỡ trở lại với cuộc sống hạnh phúc. Các bất đồng tranh chấp trong nhân dân xảy ra ở đâu là ở đó có mặt ông. Những đóng góp của ông và tổ hòa giải của thôn đã góp phần giữ yên xóm làng. Nằm giáp danh với thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, hàng năm trong thôn lại có nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nảy sinh. Chỉ tính riêng năm 2014, trên địa bàn thôn đã xảy ra vài chục vụ việc mâu thuẫn vợ chồng, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn hàng xóm láng giềng, mâu thuẫn về công tác vệ sinh môi trường. Khó khăn là vậy, song với kinh nghiệm của mình, các vụ việc nói trên đã được ông Cải cùng tổ hòa giải của thôn đến tận nơi tìm hiểu ngọn ngành từng vụ việc. Sau đó, phân tích phải trái nặng nhẹ để mọi người cùng thấy rõ thiệt hơn. Với cách làm trên, hầu hết các vụ việc đều được tổ hòa giải xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh. Điển hình là vụ tranh chấp giữa hộ gia đình bà Lý Thị Bình và em chồng là Dương Hồng Hải do tranh chấp nguồn gốc đất, hoặc vụ tranh chấp đất Hương Hòa giữa một đại tá quân đội với người cháu ruột. Vụ đốt than gây khói bụi làm ô nhiễm môi trường khu dân cư của gia đình anh Phạm Đình Huê, hòa giải mâu thuẫn vợ chồng chị Tư và anh Hân. Đồng chí Vũ Công Cải thì luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình và là người gương mẫu trong tất cả các cái sinh hoạt, đời sống, rồi công tác, tổ chức tốt cái công tác hòa giải. Thế rồi xác định cái nhiệm vụ dân vận là vận động tất cả cán bộ và nhân dân trong thôn thực hiện tốt cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Không chỉ làm tốt công tác hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, ông Cải còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giúp người dân hiểu được lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì thế, người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp hàng trăm ngày công và hàng tỷ đồng để xây dựng đường làng ngõ xóm. Với những thành tích đã đạt được, ông Vũ Công Cải đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2015. Những năm qua, Đài Truyền thanh xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã trở thành kênh thông tin quen thuộc và hữu ích đối với người dân địa phương. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của ông Lê Thanh Cảnh, trưởng Đài Truyền thanh xã Đồng Than. Phát thanh 6 ngày trên tuần, mỗi ngày 2 buổi, chương trình phát thanh xã Đồng Than đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc đối với người dân trong xã, đặc biệt là một giọng đọc quen thuộc đã hơn 20 năm nay. Đây là Đài Truyền thanh xã Đồng Than. Trao đổi với ông Cảnh, chúng tôi được biết, gắn bó với công tác truyền thanh liên tục từ năm 1994 đến nay.
những ngày đầu khó khăn chồng chất khi trang thiết bị hạn chế, trợ cấp hết sức hạn hẹp, nhưng với lòng yêu nghề, với tinh thần trách nhiệm, ông cùng với anh chị em trong đài luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Hàng ngày, ngoài các chương trình tiếp sóng của Đài Trung ương tỉnh huyện, Đài Truyền thanh xã Đồng Than do ông làm trưởng đài đã kịp thời thông báo những tin tức diễn ra trên địa bàn xã, giúp cán bộ và nhân dân xã cập nhật thông tin, xử lý thông tin, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Với những thông tin nóng hổi, với cách thể hiện gần gũi, sinh động, chương trình đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc đối với bà con trong xã. Chúng tôi cũng theo dõi trên đài kênh của xã, đưa tin những các cái thông tin về cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy ước của địa phương, cấy chăm món và cần là phòng trừ sâu bệnh đúng thời vụ. Dân chúng tôi rất là tin tưởng. Riêng đồng chí kênh là đài trưởng của Đài Truyền thanh xã chúng tôi thì rất là nhiệt tình với công việc, chịu khó mà phát huy cái năng lực và đưa tin, đưa bài và những cái là đăng tải những cái tài liệu gọi là chính xác, nhanh nhạy kịp thời. Để có những chương trình hấp dẫn, ông Cảnh thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện cái hay, cái tốt để nêu gương, phản ánh những việc còn hạn chế để bà con rút kinh nghiệm. Mỗi tuần xây dựng một chuyên mục với nội dung đa dạng như tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, chuyên mục người tốt việc tốt, công tác dồn thừa đổi ruộng, những thói hư tật xấu trong thôn xóm. Đồng thời, ông luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân để rút kinh nghiệm xây dựng chương trình ngày càng thiết thực với đời sống. Làm công tác tuyên truyền thì xác định là một cái nơi mà đưa những cái tin tức cập nhật nhất đến với người dân. Dù là cái điều kiện trợ cấp nó quá hạn hẹp, thế nhưng mà vì yêu nghề, trong quá trình làm thì nó nhiều cái nó có những cái tí đem lại được lợi ích cho nhiều người được nghe, nhiều người biết. Cho nên là chúng tôi gắn bó với cái công việc này. Mặc dù không muốn nói về mình, song hơn 20 năm gắn bó với Đài Truyền thanh xã Đồng Than, hầu như mọi người dân trong xã đều biết ông Cảnh đã có những đóng góp cống hiến đáng kể cho địa phương và sự nghiệp truyền thanh. Điều mà ông thích nhất và cũng là động lực giúp ông hoàn thành tốt nhiệm vụ đó là sự tin yêu, quý trọng, những tình cảm của người dân trong xã đã dành cho ông thông qua mỗi chương trình truyền thanh. Theo Nghị định 171 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với các trường hợp học sinh đi xe đạp điện và phụ huynh đưa trẻ từ 6 tuổi trở lên đến trường không đội mũ bảo hiểm. Song hiện nay, thực trạng trên vẫn tái diễn tại huyện Ân Thi. Học sinh sử dụng xe đạp điện tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm hoặc có đội mũ nhưng không đúng theo quy định như mũ không đảm bảo chất lượng, không đúng quy cách vẫn tái diễn tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Ngạn. Mặc dù nhiều em học sinh có trả lời biết quy định xử phạt được áp dụng từ ngày 10 tháng 4 năm 2015, song vì nhiều lý do khác, các em vẫn vô tư điều khiển xe đạp điện đến trường mà không đội mũ bảo hiểm. Tại cổng trường tiểu học và trung học cơ sở các xã trong huyện, rất ít phụ huynh đến trường đón con mang theo mũ bảo hiểm. Nhiều xe chở 2-3 cháu, song cả phụ huynh và trẻ đều không đội mũ bảo hiểm. Trước thực trạng trên, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa gia đình và nhà trường trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai, thứ ba ngày mùng 8 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các biện pháp phòng trừ bệnh bạc lá trên lúa mùa. Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nhãn sau thu hoạch. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.